Chào mừng các bạn đã đến với channel của AMPS Mobile. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bạn bán cầu thủ. Những cầu thủ nào mà các bạn không sử dụng thì các bạn có thể bán để lấy GB và thẻ Shining, cũng như là các bạn có thể mua cho mình những cái cầu thủ mới ha. Đầu tiên các bạn vào cái mục My Team cho mình, sau đó chọn vào cái phần Player này. Rồi sau đó các bạn sẽ bán những cầu thủ nào mà các bạn không muốn dùng nữa, hoặc là gọi là nó kiểu nó gà quá, chúng ta đổi một cầu thủ mới. Các bạn sẽ bấm vào chữ Selection này ha. Rồi các bạn sẽ chọn những cái cầu thủ nào mà chúng ta không dùng ở này. Bây giờ có thể là cái giao diện nó không giống mình đúng không? Thì các bạn có thể chuyển về ha. Đây, cái mục dấu gọi là cái biểu tượng giống cái thẻ đó các bạn. Các bạn bấm vào đây ha, thì nó sẽ ra như thế này. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu ba chấm này ha. Đó, chúng ta sẽ chọn những cầu thủ nào mà chúng ta không muốn dùng thì chúng ta bán thôi. Điển hình là mình sẽ bán những cầu thủ Việt Nam này. Ok, những con mèo đó mình mua giá cũng rẻ nên là mình dùm bán thử cho bạn coi ha. Đó, bán thử một số cầu thủ này đi, chúng ta sẽ bấm chữ release ha. Ok, bây giờ nó sẽ để một cái không thể release này. Có một cầu thủ nào còn trong team nha các bạn, trong team thì chúng ta không thể là chúng ta bán được ha. Đây mình bán Trần Đình Trọng bạn, chúng ta sẽ bỏ Trần Đình Trọng ra ha. Những cái tích xanh thì một tí mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Rồi dù bán những con mày đi, release. Ok, đó rất dễ đúng không? Hay là điển hình mình bán một cầu thủ nào khác luôn đi, điển hình bán Đặng Văn Lâm ha. Bấm chữ selection này, chọn action, sau đó bấm chữ release và release thôi các bạn, dễ lắm. Ok, rồi về cái phần những cái ông này, điển hình là ví dụ như Quế Ngọc Hải này, rồi Đỗ Duy Mạnh, rồi Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Hải, rồi Nguyễn Tiến Linh thôi. Ok, Nguyễn Văn Hải ha, chúng ta bán nè, chúng ta không thể là chúng ta bán được ha. Tại vì những cầu thủ này đang có chung team ha, chúng ta phải gỡ những cái team cầu thủ này ra thì chúng ta mới bán được. Rồi bây giờ chúng ta phải sẽ vào cái mục game plan. Điển hình là các bạn đang để những cái cầu thủ đó trong đội hình chính của các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đội hình của mấy ông Việt Nam đó các bạn. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thay những cái cầu thủ, nói chung là bỏ hết mấy ông này ra ngoài luôn các bạn. Đó, các bạn sẽ thêm những cái ông nào nói chung là không phải Việt Nam á, thêm đại ra đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào chúng ta bán thôi. Dễ lắm. Thì nói chung là cái mẹo này nó cũng dễ. Những bạn nào mới chơi có thể gọi là tìm nó hơi lâu một tí, nên là xem cái video này làm cho nó nhanh các bạn ơi. Ok, nếu như các bạn mới xem kênh của mình thì kênh của mình làm về PES khá là nhiều ha. Nên là mong bạn hãy đăng ký kênh cũng như là theo dõi để xem những cái video mới nhất từ kênh của mình ha. Rồi ok, bây giờ mình nói chung là mình bỏ hết những cầu thủ Việt Nam ra rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái mục My Team này, bấm vào cái phần Player, sau đó thì chọn giống như hồi nãy thôi các bạn. Đó, bây giờ các bạn có thể thấy là những cái tích xanh bây giờ mất tiêu như nào. Ta chỉ cần chọn và bán thôi. Action, Release. Đó. Ok. Còn ví dụ có những cầu thủ mà nó có cái ổ khóa ấy các bạn. Đây, ví dụ như Siku, Vira rồi nè, Neymar nè, ví dụ như nó có những cái ổ khóa này phải không? Chúng ta sẽ bấm vào chữ Select nè, chúng ta bấm vào đây, Action, chúng ta Unlock nha các bạn. Đó, khi mà các bạn Unlock xong rồi các bạn hãy bán nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ví dụ ông Trần Đình Trọng rồi đi ha. Điển hình là nó có cái ổ khóa này đi. Ok, rồi bây giờ mình muốn bán đúng không? Bấm chữ Unlock này, mở khóa này. Rồi, sau đó chọn ổng đi, Action, Release. Ok, như vậy là đã bán được rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này ha. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ giải đáp cũng như là mình làm video hướng dẫn cho các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.